Nằm ở vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Văn Huyên và một mặt nằm trên tuyến phố mới thông ra chùa Thái Hà, trường cao đẳng điện tử Điện lạnh Hà Nội đang được xẻ thịt sinh lời từ xây dựng công trình không phép, liên kết kinh doanh hàng ăn, cà phê quanh khuôn viên trường, ô tô, xe máy dựng ngổn ngang trên vỉa hè, dưới lòng đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Trường cao đẳng điện tử Điện lạnh Hà Nội là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đa ngành, đa cấp độ, đào tạo các ngành nghề công nghệ kỹ thuật thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhận được phản ánh của bạn đọc cũng như có nhiều cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng sử dụng đất sai mục đích, nhưng đến nay trường cao đẳng điện tử Điện lạnh Hà Nội vẫn không chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ui, mấy quán cà phê này có từ lâu rồi, lâu lâu chị vẫn uống ở đây mà, nhưng mà có biết của ai quản lý đâu. Thấy nó có thì mình cứ vào thôi. Trước thấy nó đóng cửa một thời gian, nhưng chả biết làm sao. Nhưng đợt này lại mở lại bình thường rồi. Cũng chẳng biết nó có vi phạm cái gì không nữa. Hôm nào mà đông thì ô tô xe máy cứ xếp chật vỉa hè với dưới lòng đường. Phía bên trái cổng trường là quán Cafa, cà phê rộng lớn. Quán cà phê nằm tại vị trí góc của khuôn viên nhà trường. Một mặt là đường Nguyễn Văn Huyên, mặt còn lại là một con ngõ lớn, ô tô có thể qua lại. Hàng chục ô tô, xe máy dựng trên vỉa hè, dưới lòng đường, đúng như thông tin phản ánh. Phía bên phải, mặt tiền ngôi trường đoạn giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Huyên với tuyến phố mới, nối với phố Chùa Hà, cũng được nhà trường bố trí cho quán Family Coffee, phở 29, bán hàng chạy dọc mặt tiền nhà trường. Cách đó không xa là khu ký túc xá của trường cao đẳng điện tử Điện lạnh Hà Nội. Tình trạng xẻ thịt đất vàng đang diễn ra tương tự ở phần ký túc xá nằm trên mặt đường Nguyễn Văn Huyên khi được sử dụng làm quán cà phê, quán phở. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với trường cao đẳng điện tử Điện lạnh Hà Nội, yêu cầu trường dừng các hoạt động kinh doanh không như cam kết trong hợp đồng trước đó. Tuy nhiên đến nay, bất chấp chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các hàng quán sau đó tiếp tục trở lại hoạt động. Điều này khiến dư luận bức xúc, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của hiệu trưởng trường cao đẳng điện tử Điện lạnh Hà Nội khi để sự việc nêu trên tái diễn.